Năm 2016, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân 49 tuổi bị ho ra máu, chuyển từ bệnh viện tuyến cơ sở sau khi điều trị lao phổi nhiều lần nhưng không đỡ. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn di căn. Cùng với các phương pháp truyền thống, các bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân điều trị theo phương pháp mới là điều trị miễn dịch. Sau 4 chu kỳ điều trị, khối u đã tan hoàn toàn. Đây chỉ là một trong số hơn 20 bệnh nhân đã được điều trị theo phương pháp miễn dịch tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai. Từ tháng 5 năm 2017, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những cơ sở y tế đầu tiên đã áp dụng phương pháp điều trị miễn dịch cho bệnh nhân ung thư. Thì tháng 5 2017 đã được điều trị những bệnh nhân đầu tiên tại Trung tâm Y học Nhân phục Nghĩa Bệnh viện Mai. Và cho đến thời điểm này, Trung tâm Y học Nhân phục Nghĩa Bệnh viện Mai là một trong những cơ sở đầu tiên ở Việt Nam sử dụng những cái thuốc này. Và đồng thời cũng có một số lượng khá lớn, đó là khoảng 20 bệnh nhân đã được điều trị bằng các cái thuốc điều trị theo cơ chế miễn dịch. Trong đó có đến 18 bệnh nhân là ung thư phổi, có một bệnh nhân Hodgkin và một bệnh nhân ung thư hắc tố, là những bệnh nhân mà đã được điều trị bằng phương pháp điều trị miễn dịch hiện nay. Và hiện nay thì tất cả những bệnh nhân đã được theo dõi và đem lại những hiệu quả mà chúng tôi nghĩ là rất là mong đợi. Vậy phương pháp điều trị miễn dịch là gì? Nó bắt nguồn từ đâu? Thời gian vừa rồi thì hai nhà khoa học, một nhà khoa học người Mỹ tên là Allison và một nhà khoa học người Nhật Bản là Hanjo đã cùng được nhận giải thưởng Nobel về y sinh học 2018, có liên quan rất nhiều đến các vấn đề về miễn dịch và được ứng dụng trong thực tế để điều trị. Một trong những ứng dụng rất lớn đó là để ứng dụng trong để điều trị các bệnh nhân ung thư theo một cái phương pháp điều trị mới, đó là điều trị về miễn dịch. Vai trò hay là ứng dụng của phương pháp điều trị miễn dịch ở chỗ nào? Khi một công trình nghiên cứu vừa được giải thưởng Nobel về y sinh học và là một phương pháp điều trị mới, nó như thế nào? Thì chúng ta biết nó góp thêm một phương pháp điều trị. Tất cả phương pháp điều trị vừa rồi đó là phương pháp điều trị tôi vừa kể đấy, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị nội tiết hay là điều trị đích, đó là phương pháp điều trị trực tiếp vào khối u, trực tiếp vào tế bào ung thư. Thì phương pháp điều trị miễn dịch là phương pháp điều trị gián tiếp, cũng là cái thuốc kháng thể đơn dòng đó, nhưng gián tiếp kích hoạt làm cho tế bào, cái hệ thống miễn dịch khỏe mạnh lên, nhận diện tế bào lanh phô tê mạnh mẽ hơn, được giải thoát và tiêu diệt tế bào ung thư. Đơn vị gen tế bào gốc này được Bệnh viện Bạch Mai thành lập năm 2011 nhằm ứng dụng các kỹ thuật hiện đại về sinh học phân tử để chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, nhất là bệnh ung thư. Chẳng hạn như các kỹ thuật định loại ung thư, phân tích các đột biến gen, phát hiện các yếu tố nhạy cảm trên các tế bào ung thư để áp dụng kỹ thuật chẩn đoán điều trị với cơ chế miễn dịch. Gần đây chúng ta thấy là gì? Các cái tác giả được giải thưởng Nobel ở Nhật và ở Mỹ, hai tác giả, hai nhà khoa học đó là người ta sử dụng cái tế bào lympho T, tức là điều trị miễn dịch theo cái tế bào lympho T để điều trị. Thì ở đây chúng tôi điều kiện cơ sở vật chất chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và chúng tôi cũng đang tiến hành để triển khai cái kỹ thuật này. Anh cảm nhận là nó có ưu điểm. Cái thứ nhất là một là mình cũng vẫn ăn được. Thứ hai nó cũng không có cái hiện tượng là buồn nôn như nhiều người thì buồn nôn. Nên nó chỉ có cái là vừa rồi nó hơi bị lấp. Thứ hai nữa thì nó không hiểu đâu sau này có rụng tóc, nhưng đến bây giờ thì nó không thể rụng tóc. Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết mặc dù triển vọng về hiệu quả của phương pháp điều trị là rất lớn, tuy nhiên không phải bệnh nhân ung thư nào cũng có chỉ định điều trị phương thức này. Thuốc miễn dịch được chỉ định ở một số bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, di căn tái phát. Tuy nhiên, chi phí cho một chu kỳ điều trị bằng phương pháp miễn dịch lớn khoảng trên 60 triệu đồng và chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Phương pháp điều trị mới đó là phương pháp điều trị bằng cơ chế miễn dịch, là bổ sung thêm một phương pháp điều trị mới như tôi đã vừa trình bày và có những chỉ định hết sức đặc biệt và không phải mọi bệnh nhân đều sử dụng phương pháp này, cần phải có một cái chỉ định, có một đánh giá hết sức cẩn thận. Vì kèm theo chi phí thì hiện nay thì tất cả những thuốc này là chưa nằm trong danh mục bảo hiểm y tế và rất đắt, có những thuốc phải đến một vài chục triệu trong một lần điều trị và như vậy phải kéo dài trong một thời gian khá dài và đấy là một cái gánh nặng thực sự cho người bệnh. Và tôi xin nhấn mạnh lại, đây là những thuốc mới, rất mới, mới được đưa vào Việt Nam và phải có một quá trình để chúng ta đánh giá cái hiệu quả điều trị.
Theo các bác sĩ, đây là một phương pháp điều trị mới nhằm hỗ trợ các phương pháp điều trị ung thư truyền thống. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để các nghiên cứu lâm sàng kết thúc và kết quả của các nghiên cứu được công bố trước khi được triển khai rộng rãi tại các cơ sở y tế trên cả nước.